Chương 1, Lâm Hải Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đây là ta lần thứ ba tiến vào dị giới, vẫn là không nhận biết hoa cỏ. Lâm Hải cách mũ bảo hiểm xe máy thủy tinh, nhìn bên ngoài một mảnh xa lạ hôn mê thế giới. Trên tay hắn nắm một cái máy vi tính sách tay, đang ở phía trên tô tô họa họa. Ở phía trước của hắn, đúng một mảnh bát ngát biển cây, không biết lan tràn ra bao xa, biến mất phần dưới cùng đúng sương mù, một mảnh trắng xóa sương mù liên tiếp bầu trời hắn không biết trong sương mù có cái gì nhưng là hắn tin tưởng cái kia trong sương mù thế giới có thể sẽ lớn hơn hắn nhìn một cái ngang hông trói tiểu hoa chậu bên trong trồng một gốc không nở hoa mập lùn cỏ nhỏ suy nghĩ một chút hắn lại đang trên quyển sổ ghi chép mang vào cỏ nhỏ cũng không có phản ứng không tốt xem đến không khí nơi này có thể cung ứng trên địa cầu động vật cùng thực vật sinh tồn mở ra nhớ đồng hồ khí Lâm Hải nhìn một cái bên trong thời gian, 5 giờ mấy giờ. Hắn có chút đói, mang tới trong túi dùng màn mỏng bộ khỏa lên chocolate lấy ra, nhẹ nhàng ban hạ một mảnh, vạch trần mũ bảo hiểm trước mặt nắp, nhét vào trong miệng. Vẽ khổ sở mùi vị từ miệng bên trong trật một cái mà xuống, ngay sau đó nhẹ nhẹ ngọt ngào hương vị để cho hắn lỗ mũi buông lỏng một chút, hắn cảm giác lại có chút khí lực. Vì tìm tòi cái thế giới này, hắn xin một cái lễ bái kỳ nghỉ. Lại mua hai khối lớn nửa cân giả bộ khối lớn chocolate làm lương, tới gần khi xuất phát, hắn từ tủ lạnh trong cắt gần một nửa nhét vào trong túi. Đáng tiếc đúng, chuẩn bị rất lâu lần này tìm tòi không có được cặn kẻ số liệu. Mang vào nhiệt kế nổ, không có cách nào dùng, kiểu cũ cục gạch điện thoại di động cũng tối, hoàn toàn không ngoài dự đoán. Bởi vì hắn lần đầu tiên lúc đến nơi này, đang dùng chính là cái kia điện thoại di động nổ, xem ra đây không phải là trùng hợp rất nhiều thứ ở chỗ này không dùng được. Chỉ bất quá hắn mỗi lần xuất hiện địa phương đều không kém nhiều, từ nơi này ba lần chuyển kiếp điểm dừng chân đến xem, hẳn là ở đường kính 300m trong vòng bộ dáng. Về phần cái suy đoán này có chính xác hay không, sợ là phải đợi phía sau lại xác nhận, đến bây giờ, hắn đã tại cái này bên trong đi ra mấy ngàn mét khoảng cách. Không nhận biết thú nhỏ ở lá mặt vừa dày vừa nặng bụi cỏ trong lóe lên một cái rồi biến mất, ngay cả hình dạng của nó cũng không có thấy rõ ràng bàn ở trên mặt đất đại thụ căng vặn vẹo rễ cây, giống như là quỷ trảo như thế, hoặc sâu màu nâu hoặc đen thui rễ cây thật chặt cuốn quýt lấy nhau. Không biết tên hoàng hoa ở non màu xanh lá cây bụi có bên trong tách ra, để cho Lâm Hải không tự chủ tránh ra một chút. Vạn nhất mang đến hoa phấn trúng độc hắn liền thảm. Hơn 5 giờ thời gian, đây là hắn tới nơi này dài nhất thời gian, lần thứ nhất xuyên Việt, bất quá chớp mắt một cái liền xuất hiện ở nơi này, lại đang ngắn ngủn mấy chục giây sau liền nhảy trở về Lần thứ hai xuyên qua muốn lâu hơn một chút Đại khái chừng 10 phút đồng hồ Lần này hắn chuẩn bị càng đầy đủ Cũng dự định lại đi ra một khoảng cách nhìn một chút Hoa wow. Hoa wow. Dài cánh màu đen chim to giống như quả đen như thế Đen thui hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm phía dưới Ở trong rừng cây cầm đao đi về phía trước bóng người Người kia mặc một bộ màu đen quần áo Ống tay áo cùng đi đứng đều đã bó chặt trên đầu mang cùng mũ bảo hiểm xe máy một tay cầm đao một tay điện côn cái đó cặp văn kiện bị hắn phủi đi đến bên hông cổng ở sau lưng cái không lớn và sát ba lô bên kia thắt lưng còn treo móc cái tròn chậu bông đang nhanh như chớp dọc theo cái hông của hắn rạo rực đi lại rất lâu hắn tìm được một nhóm hơi lộ ra trống trải thổ địa cảnh giác hướng bốn phía quan sát một phen sau lâm hải móc ra cặp văn kiện nơi này rừng cây rất cao lớn không có chặt vết tích cỏ cây cũng còn chưa nhận biết, ngược lại thấy có chút chim, cùng trên địa cầu chim khác biệt không lớn. Nói tóm lại, nơi này còn là rất nguy hiểm, ta cuối cùng đúng cảm giác có vật gì đang nhìn ta, cái này làm cho ta có chút rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ ta đã bị phát hiện? Còn là nói, cái này cảm giác ta bị sai. Lâm Hải quét mắt một vòng, phát hiện Phong Nhi vẫn ở chỗ cũ thổi lất phất, ngọn cây vẫn ở chỗ cũ lay động, hai ba con lớn nhỏ không đều chim trên bầu trời bay lượn. Dường như, hết thảy đều không có vấn đề gì. Sắc trời có chút tối, Lâm Hải móc ra đồng hồ, hơn 9 giờ, xem tới nơi này muốn trời tối. Theo như dạng này tính một chút, nơi này ban ngày ít nhất có 10 giờ. Lại ở nơi này chờ đối đãi trong chốc lát, bầu trời mờ mờ lên đã rất là ảm đạm, ở đồng hồ thượng tẩu đến 10 thời điểm, hắn lui về sau một bước. Một đạo mờ mờ vòng tròn đột ngột xuất hiện, màu xám tro sương mù bao phủ thân thể của hắn. Sau một khắc, hắn tại chỗ biến mất. Sau đó, phương xa mờ mờ trong rừng cây, một viên không lớn cây cối rung lên, giống như đúng bị cái gì kinh sợ, hoa lặp lặp nhánh cây lay động âm thanh truyền ra rất xa. Hô Lâm hải thở vào một cái thật dài, mang tới vừa dày vừa nặng mũ bảo hiểm xe máy lấy xuống, bó chặt quần áo cũng nhất nhất cởi ra ném ở mảnh này bị thu thập được trên sàn nhà sau đó, hắn mới đứng dậy nhìn về phía một khối khác treo ở trên bàn đồng hồ. Cái này nhìn một cái, để cho hắn không khỏi xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên, ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ. Trên bàn thời gian bất ngờ mới một giờ số không mấy phút, coi là hắn mới vừa cởi quần áo thời gian, nói cách khác hắn ở chỗ này biến mất một giờ mà hắn một khối khác đồng hồ lên, chính là rất rõ ràng 10 giờ. Nói cách khác, gấp 10 lần chênh lệch thời gian cách. Lâm Hải có chút hoảng hốt, nếu như hắn một mực đối đãi ở bên kia lời nói, hắn có thể hay không chỉ cần thế giới hiện thật thời gian mấy năm liền sẽ già mà chết. Tuy nhiên tại cái thế giới kia hắn đồng dạng qua vài chục năm, nhưng đối với thế giới hiện thật người mà nói, hắn là lấy gấp 10 lần tốc độ già nua. Bất quá, hắn nắm quả đấm một cái, cảm thụ coi như thân thể trẻ trung, cảm thụ đạo kia tùy thời có thể lại lần nữa xuất hiện môn hộ hắn quyết định, hắn sẽ không bỏ rơi tìm tòi dị giới. Đời người vài chục năm, ngắn mũi thêm không dễ dàng, ở cái này với hắn mà nói đúng một bãi nước đồng trong ao sống đến già chết, còn không bằng dũng cảm nhảy ra mặt nước, đi xem một chút một cái khác cái ao phong cảnh. Ý nghĩ đồng thời, hắn bất chấp có chút mệt mỏi thân thể, dùng bằng giấy máy vi tính sách tay lạ tả ghi chép hắn mới vừa qua loa ghi chép xuống đồ vật. Mang tới phân tích ra đồ vật một chút xíu hoàn thiện cặn kẽ, một chút xíu tổng kết ra. Chậu kia hoa có còn kiên cường còn sống, dường như hai cái thế giới qua lại điều phối không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Trong túi chocolate bị ăn xong rồi, vào lúc này trong miệng chán ngán vô cùng, hung hãn đổ hai hớp to nước đun sôi để nguội, Lâm Hải lại vùi đầu sách viết. Hắn bắt đầu kế hoạch lần thứ tư dị giới tìm tòi, vì cẩn phòng ngừa vạn nhất, hắn viết một phần liên quan tới hắn trải qua thư cất giữ lên. Nếu như có một ngày hắn ở tìm tòi dị giới thời điểm chết đi, ở nhà người thu thập nơi này thời điểm cũng có thể phát hiện. Hắn lo lắng hơn chính là nếu là có dị giới sinh vật cũng đến cái thế giới này, đến lúc đó xảy ra chuyện cũng không chỉ một hai người. Viết sau khi xong, Lâm Hải lại đem viết xong tin thu vào, trên mặt dãy dụ thần sắc hiện lên, nếu như hắn còn chưa có chết liền bị người phát hiện đây. Vậy hắn không phải là cho mình tạo ra bảy hố sao? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả